Chào mừng các bạn đến với kênh Nóc Tây Ninh của mình nhé. Hôm nay mình làm xong cái chỗ ốc. Hôm nay mình bắt ốc sên bạch ngọc, mình thả vô trong cái chuồng mới này nha. Đây, đó. Thiết kế cái cửa cũng để cho nó tiện thôi. Đó, mấy em nó trắng trắng đằng đó đó. Đây, em nó cũng thò đầu ra hết rồi. Đây, bên đây mình có làm cho nó một cái nơi để nó trú ấy. Đây. Chuồng cũng khá rộng nha các bạn, cỡ mấy chục mét vuông ạ. Nói chung thì ban đêm có thấy, thì có gì ban ngày mình quay lại cho các bạn xem. Rồi chủ yếu hôm nay mình quay bay option mình thả vô trời. Bên đây mình quyết định mình thả luôn. Đó. Bỏ cám lên rồi em nó cũng ăn mà ăn ít quá. Đây. Chắc ra môi trường mới mấy em nó chưa có thích nghi được. Một vài em ăn. Chủ yếu là mấy em nó bò đi khám phá. Bò tản ra khám phá rồi. Bỏ cung hết rồi. Đây thì còn mớ thôi. Đây có một số anh ăn cám này. Đây mình cũng chừa một số cây, chừa là cái cây sung này cho nó mát này. Có chỗ nó trú. Rồi cây đu đủ. Mà chủ yếu là làm cái này phủ lớp rơm lên à. Ở dưới mình lót mấy cái trụ xi măng cao lên, cái mình rải lơm lên làm cái nhà cho nó đó. Tí nữa là mấy em nó bò đi cùng hết hả. Đây có một số anh nè, số em đã bò ra đây rồi nè, đi khám phá rồi đó. Đây mấy anh mấy em khám phá trong đây rồi nè. Chào tạm biệt các bạn tại đây nha. Có gì ban ngày mình quay cái chuồng chỉ thấy rõ hơn, ban đêm này chả thấy được.